các nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021, tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận là ổn định so với ngày hôm qua ha bà con. Hôm qua thì có tăng nhẹ, hôm nay thì ổn định nè. Đó, thì có như thế nào kênh nhà nông miền Tây sẽ cập nhật như vậy để bà con mình có cơ sở để tham khảo cái giá và mua bán mỗi ngày làm sao cho hợp lý nhất và có lợi nhất ha bà con. Bà con cũng lưu ý dùm kênh nhà nông miền Tây là giá này là giá tham khảo, sẽ còn có cái sự chênh lệch nhất định tùy vào cái mức độ hút hàng ở khu vực bà con đang sinh sống, tùy vào chất lượng thanh long cũng như tùy vô cái đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó nữa nha bà con. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền Tây đã tương đối là ổn định hơn rồi, dù là vẫn còn nhiều ca bệnh nhưng mà vẫn đang là ổn định hơn so với thời gian trước. Các tỉnh thành đang bắt đầu gỡ bỏ những cái chỉ thị ngặt nghèo để chuyển qua cái cuộc sống bình thường mới. Thì hy vọng rằng giao thương thuận lợi thì sẽ dẫn đến là các loại nông sản của chúng ta sẽ tăng giá trở lại, trong đó có thanh long ha bà con. Rồi, giá thanh long ở miền Tây ngày hôm nay như sau. Thanh long ruột đỏ loại 1 từ 23 tới 25 ngàn, loại 2 từ 17 tới 20 ngàn, loại 3 từ 12 tới 15 ngàn, hàng giạt từ 2 đến 3 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 8 tới 14 ngàn. Ở khu vực Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16 ngàn, 15 ngàn và 14 ngàn, bò sàng là 14 ngàn, 13 ngàn và 12 ngàn. Hàng giạt có giá từ 2 đến 3 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ hàng đẹp Bình Thuận có giá từ 22 tới 25 ngàn đồng ha bà con. Rồi, cảm ơn bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Bà con hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Bởi vì ngoài giá thanh long trên kênh còn báo giá nhiều loại nông sản khác, đặc biệt là giá của thuốc bảo vệ thực vật cũng như là giá của phân bón. Hiện nay tình hình giá phân bón đang rất là căng thẳng luôn. Bà con mình theo dõi nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được gửi lời cảm ơn đến công ty đèn Asia Pacific, công ty chuyên bán các loại đèn LED và đặc biệt là cũng có đèn thanh long nữa nha bà con nha, đã hỗ trợ kênh để làm các thông tin gửi đến tất cả quý bà con để cho bà con mình tham khảo. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà tài trợ Asia Pacific ạ. Cảm ơn bà con và xin kính chào.